Hello mọi người, clip này thì mình sẽ làm về khẩu Maz Anime VIP. Vâng, một khẩu súng cực kỳ chất khi mà nó mang tận hai quả scope lên thân mình. Và chúng ta sẽ được bonus thêm một cô bé nhảy lên nhảy xuống, nói tiếng khựa rất là vui tai. Mình rất biết là nó đang nói cái gì. Mình chỉ nghe mỗi tiếng u á các kiểu. Còn cái này phải thuộc vào những cái bác mà đấy, những cái bác mà chuyên là xem những cái bộ phim hai người ấy, thì sẽ hiểu được nó nói cái gì. Còn mình thì mình chịu. Úi rồi, đam thì cũng được. Đấy, cũng như những cái khẩu mà 3Z bình thường. Vâng, nòng scope thứ hai nó là scope gần. Úi ôi, anh tia chớp. Anh làm như thế thì làm giật mình chết người khác đấy. Đùa. Máy thật, đang tầm du, cái mặt nó lòi lên. Khiếp. Mặt thì xấu, mới thích thù người ta. Rồi, rồi y tá, à, chết nhầm, cương thi. Ô, lên nhanh vậy. Rồi biến luôn cho nó lành. Bơi vào đây. Có một số comment bảo là chơi Hero Down cho nó chất. Vâng, mình sẽ chơi Hero Down. Down thì down luôn. Kiểu gì chả chết. Bố mày cân. Vâng, súng thì không được bao nhiêu kill chứ down thì cứ rút ra là có kill thôi à. Đấy. Mày đùa. Mày nhờn với bố ấy. Ủa ôi. Móc lốp này cưng. Ủa ôi. Tại này như con bò ấy. Đậu phộng. Đâu mày? Vâng, các bạn có hiểu nó đang nói cái gì không ạ? Mình thì chả hiểu. Chắc là ngôn ngữ này chỉ dành cho những bạn có tâm hồn cực kỳ là bay bổng thôi. Mình thì mình chịu. Chúng ta sẽ cùng đến với trận tiếp theo. Đấy, lên chỗ cao, đứng bắn xuống nó mới phê nha mọi người. Người ta hay có câu là từ cao chém xuống thế như trẻ tre. Đấy, đấy là cái câu nói cực kỳ là chuẩn xác. Rồi, thùng hàng lại một lần nữa thất thủ. Vâng, chúng ta lại chuẩn bị chào đón hero. Đấy, hay lắm. Đứng im này. Đam thì nó cũng như những cái khẩu 3Z khác. Nên cái việc mà không thể ngạc nhiên về đam thì nó khá là bình thường. Rồi, có hero. Sao lại 1v15 thế này? Vâng, mỗi mình cân tất. Thế này ai chơi? Ta nhẽ phải có 3 thằng này, 1 thằng, 2 thằng xuống chém, còn 1 thằng đứng 3Z vờn vờn các kiểu. Vâng, thấy anh dùng non, té cho nó lành. Ủa ôi, con giáp luôn rồi. Làm gì mà căng vậy? Vâng, bơi hết vào đây. Bơi hết vào đây. Rồi, rất là đau. Mỗi nhát chém, cứ lia người vào, biết ngay. Rồi, tôi xong rồi. Đóng thế. Vâng. Ghê vãi nồi. Một mả giống bay ấy. Không làm sao chơi được. Nhưng không sao, vẫn có kill. Còn hơn hero súng. Đậu xanh hero súng, các bạn chưa chắc là các bạn đã kiếm được kill khi mà zombie đông như vậy. Thế luôn ấy. Mình nghĩ zombie chơi hero súng nó không đã bằng hero down. Hero down mà chơi biết cách thì có thể là clear team được. Hero súng cũng thế, nhưng đối với zombie nó đông ấy, nó vây lại thì không có kill đâu mà ăn. Đây rồi, đấy, thằng dùm non bắt đầu, nó bắt đầu phát hiện thấy mình. Người mùi rất là xa, không biết là học theo skill của thanh niên tơ hay sao ấy. Rồi, bố con nó truyền đạt cho nhau mà, truyền dạy cho nhau thì kiểu gì chả học được skill của nhau. Vâng, qua đây đi. Đấy, đâu rồi. Vâng, mình thì mình thích bắn cái tâm gần hơn. Tại vì ở cái chỗ này thì thực sự là nó chả xa lắm, nên cứ bắn gần cho nó chất. Rồi, không có ai thì... Ủa ôi, nó đứng ngay trên này. Thật là VL. Hết cả hồn. Vâng, dạo này mình hay bị tia chớp nó hù lắm. Chả làm gì thằng tia chớp. Cứ thằng nào nó biến tia chớp là nó cứ đuổi theo mình. Lại đây. Trời ơi, hết tia chớp rồi giống non. Vâng, thịt mình thơm quá. Bơi hết vào đây mà ăn. Ôi, lỡ chân. Rồi té rồi. Á đủ, đường nào cũng có đấy. Thoát không, thoát không. Rồi vẫn thoát đi nhầm ạ. Đây này, biết ngay. Tuy nhiên hồi sinh phía một bên của mình luôn. Dã man thật. Ủa, tuy nhiên bị rớt. Này thì đuổi theo này. Cái tội, đuổi theo là phải chết.
đuổi theo là phải chết. Rồi, một tí nữa, một phát nữa, ok, đã liếm được. Vâng, nhìn cái cẩu 3Z nó nghiêng nghiêng, buồn cười vãi. Chưa có cái thanh niên nào mà nghiêng cẩu súng lại bắn chuẩn như thế này. Khó hiểu, rồi tôi xong rồi. Sao lại la liếm hàng của nhau thế kia? Vâng, bên kia kìa. Thu hàng lại thẩm du đông quá. Vâng, chúng ta lại cũng thẩm du. Thế là hòa. Vâng, trận này sẽ không có giống bài và chúng ta sẽ sang trận khao sau thôi. Thực sự thì cái phòng mà thẩm du ấy thì giống bài nó rất là ít và nó đi nấp hết luôn ấy. Tại vì nó thấy thẩm du nó không lên đường mà. Nếu mà mình cũng nấp thôi chứ chả ngu gì đi bút kill cho người ta. Thế thôi. Gì? Nhìn cái gì? Nhìn gì? Vâng, té rồi. Mỗi thằng một đường thôi. Đứng chung dễ chết lắm. Á đồ. Đậu xanh. Vâng, hay lắm đêm ờ. Cứ đè mình làm tơ ai chơi. Đây rồi. Mình mà làm tơ thì cái trận này nó kết thúc nhìn lắm các bạn ạ. Vâng, cứ bắn đi. Đậu phộng. Đấy, cái thằng sấy mình là ở đây này. Mày sấy bố mày này. Sấy sai người rồi bạn ơi. Xin lỗi đi. Ở hai thằng trên này. Mày đứng chỗ cao này. Thẩm du này. Học theo bố mày này. Cái tội. Học theo dễ chết lắm. Vâng, còn bọn trên thùng hàng nữa. Ơ sao lại cho nó lên. What the hell. Ủa ôi. Chết rồi. Nhảy rớt nhầm chỗ rồi. Vâng, mình nghĩ là mình phải đợi cái bút giáp tiếp theo mình mới lên được. Mình sẽ đi giết thằng phía trong nhà này. Đấy. Anh ta nhảy đứng một mình trong này. Kiểu như là đang đợi hero ấy. Vâng. Này thì mày đợi hero này. Rồi. Cái tội. Đợi hero. Nghĩ gì? Hero dễ ăn lắm à. Các bạn đợi mình một lát. Mình sẽ hồi phun máu. Mình sẽ đẩy nát cái thùng hàng. Anh em hãy xem và chờ đợi tin vui ở mình. Vâng, ra đứng ngay gần luôn. Ô ta bị đùa à. Cho mình sẽ lên luôn. Cút cút ra. Tất cả hãy cút cút hết ra cho bố mày thể hiện xem nào. Rồi, sập mặt. Cơ li ạ. Vâng, mình té đây, yếu máu rồi. Thằng kia mỗi thằng 1.000. Hơn 1.000 chứ. Cũng vừa vừa rồi, anh em có thể lao vào và hiếp được. Còn nếu mà chờ mình thì đợi một lát nữa. Ủa ôi, anh em mạnh thế. Vâng, cái phòng này nó sồn sồn ý. Dã man. Chưa kịp hồi máu, nó liếm sạch rồi. Ghê thật. Vâng, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi thẩm du. Ủa ôi, cái gì này. Vãi, bị lag rồi. Vâng, không sao, mình sẽ lên lại. Mấy chỗ thế này thẩm du sướng lắm. Vâng. Đâu rồi. Ủa ôi, cái thùng hàng lại bay hết. Một con zombie nó làm tan nát tình anh em. Mà không còn thằng nào đứng trên cái thùng hàng. Của bố mày. Ngồi đấy mà la liếm. Đây rồi. Bắn chết thằng tơ. Thằng tơ sẽ ghi vào sổ oán hận. Đấy. Giúp no nữa mình cũng thấy rồi. Bắn càng nhiều thì gây thù quốc trước oán. Nhưng càng nhiều rồi biết ngay. Thằng Zomno nó lên trước thằng tơ ấy. Vâng, ở bên sau lưng bạn Zomno này. Sau lưng bạn ấy có một thằng. Nó cũng la liếm. Đâu rồi. Đứng im này. Vừa bắn vừa nhìn các bạn ạ. Chỗ này dễ bị móc lốp lắm. Thì tốt nhất là phải trích kỹ map. Chứ không này thất thủ. Vâng, chúng ta chuẩn bị có hero rồi thì không nên nghịch ngu làm cái gì. Đợi hero đã, tính sau. Ủa, ném bom này. Ném cái kiểu gì đấy. Ném kiểu đấy, người ta cười cho vào mặt. Vâng, cố gắng la liếm thêm tí kill. Ủa, đông zombie quá. Rồi, thằng hero nó chết rồi các bạn ạ. Khó hiểu thật đấy nhở. Đông quá mà. Vâng. 1v13. Hay lắm. Ủa, đã thế còn lag nữa. Thôi xong rồi.
biến nhanh cho nó chắc chuyện. Vâng, cố gắng la liếm những kill cuối. Double kill. Lại đây. Mày nhây này thằng Tơ. Ủa ôi, gần chết luôn. Hay lắm. Hay lắm thằng Tơ. Vâng, vẫn giết được thằng Tơ. Tơ 1 luôn. Mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nha. Bye bye tất cả các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.